chương 460, tranh đoạt. Lúc này sắc trời tối tăm, hắn phía sau con sông, chiếu ra nhàn nhạt phát sáng, lại không kịp hắn đáy mắt quang huy. Hắn tiếng nói trước sau như một quạnh quẽ, lời nói bên trong mang theo tuyệt đối kiên định, ta cho rằng ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng. Phượng trường duyệt mở miệng, biểu tình cũng không dao động. Hiền viên đêm khóe môi hơi câu, khóe mắt lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Kia cũng không sẽ ảnh hưởng ta quyết định, đối ta mà nói những cái đó đều không quan trọng quan trọng chỉ có ngươi hiền viên đêm nói trong tay huyết diều dần dần nắm chặt phượng trường duyệt đôi mắt hơi hơi nheo lại Đừng tưởng rằng hiện tại ta đánh không lại ngươi ta nói ta tới nơi này không phải vì cướp đoạt thần hỏa ta chỉ là vì ngươi hiền viên đêm bước chân sai khai cả người khí thế đều đã ngưng tụ lên mang theo làm nhân tâm trung sinh ra sợ hãi uy áp nhưng mà này đối phượng trường duyệt mà nói ảnh hưởng cũng không lớn đối nàng mà nói, cùng hiên viên đêm chi gian tuy rằng có tranh lệch dựa theo hiện tại thực lực của chính mình, có lẽ còn không phải hiên viên đêm đối thủ, nhưng là hai người thật sự giao thủ. Hắn chưa chắc có thể thắng. Mấu chốt nhất chính là, nàng đã bắt đầu thức tỉnh, thần hỏa đã có thể cảm nhận được nàng triệu hoán, toàn bộ triệu hồi chỉ là vấn đề thời gian. Này không phải ngươi có thể quyết định sự tình. Phượng Trường Duyệt nhìn hắn, cũng chậm rãi lấy ra bắn thiên cung cùng xạ tiên tiễn từ kim sắc trường cung nắm nhanh chóng nóng rực lên xạ thiên tiễn chưa bắn ra đuôi đoan đã bắt đầu dần dần tràn ra một cổ ẩn ẩn uy thế từ trên người nàng phát ra hiên viên đêm ánh mắt thật sâu trong tay huyết diều lại là cầm thật chặt nếu không có cùng đường hắn là tuyệt đối sẽ không cùng nàng động thủ từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều phủng ở lòng bàn tay đặt ở đầu quả tim nhi người hắn sao có thể hạ thủ được nhưng đây là duy nhất biện pháp nếu là muốn nàng lưu lại có một số việc hắn không muốn làm cũng cần thiết đi làm ta nói rồi ngươi này hết thảy đều là vô dụng chi công phượng trường duyệt nhàn nhạt mở miệng ngữ khí bình tĩnh như là ở tự thuật một kiện lại đương nhiên sự tình ngươi đã nói mỗi một câu ta đều nhớ rõ hiền viên đêm nhìn nàng cho nên nếu ngươi đã nói sẽ cùng ta ở bên nhau như vậy ta liền không cho phép ngươi đổi ý phượng trường duyệt hơi hơi nhíu mày ngay sau đó giãn ra khai Tùy ngươi, nàng chỉ là trần thật sự thật mà thôi. Trên đời này không người có thể ngăn trở nàng trở về, dù cho là hiên viên đêm. Cũng không được, hiên viên đêm nhìn nàng, chậm rãi hít sâu một hơi. Đang ở lúc này, bỗng nhiên truyền đến một trận dần dần kích động lên tiếng nước. Hiên viên đêm quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên nhìn đến kia nguyên bản bằng phẳng chảy xuôi nước sông. Bỗng nhiên bắt đầu cuồn cuộn lên. Lúc này sắc trời ám trầm, nơi này toàn bộ cánh đồng bát ngát đều là màu đỏ sậm ra nẻ mặt đất, ánh càng thêm trầm thấp tối tăm, nguyên bản trong trẻo con sông lúc này quay cuồng lên. Lại là có vẻ kia nước sông càng thêm âm u quỷ quyệt. Này con sông thập phần rộng lớn, từ nơi xa núi non phía trên chảy xuôi mà xuống, lan tràn đến phương xa, thấy không rõ tích. Bất quá là ngắn ngủn thời gian, kia nước sông đã kịch liệt cuồn cuộn lên. Thậm chí thoạt nhìn như là sôi trào giống nhau, ủng ục ủng ục không ngừng mạo phao. Dòng nước chảy xuôi mà qua quần cuộn không dứt thanh âm, vào lúc này an tĩnh bầu không khí bên trong nghe tới, quả thực kinh tâm động phách. Mặc cho ai đều xem ra tới, sông nước này đã xuất hiện dị thường. Hiên Viên đêm mặt mày hơi trầm xuống. Quả nhiên, nàng gần nhất nơi này thần hỏa liền nhanh chóng có phản ứng. Hắn tuy rằng trước nàng một bước đến, nhưng là phía trước chưa tới kịp đem thần hỏa khống chế, nàng liền chạy đến. Nàng sau khi thức tỉnh, quả nhiên thực lực tăng nhiều, tốc độ nhanh rất nhiều. Bất quá, hắn nếu tới, liền tuyệt đối không có cứ như vậy từ bỏ ý tưởng. Nhìn kia quay cuồng nước sông, phạm vi càng ngày càng quảng, còn đang không ngừng lan tràn mà đi. Nửa điều con sông cơ hồ đều đã sóng gió nổi lên. Hiền viên đêm đứng ở bên cạnh, lại vẫn như cũng thấy không rõ bên trong cảnh tượng, chỉ có thể nhìn đến bên trong từng cụm yêu dị màu đỏ kích động. Toàn bộ con sông chính là bị kia từng cụm màu đỏ quấy lên hắn đứng ở chỗ này, đã có thể cảm giác được rõ ràng kia nóng cháy độ ấm. Phượng Trường Duyệt nhìn kia cuồn cuộn nước sông, cảm giác được thân thể trong vòng thiên đường hòa ngo nghe dục dịch. Rồi sau đó nhanh chóng dọc theo khắp người điên cuồng lưu động lên. Đàn điền trong vòng, kim sắc sao trời xoay tròn tốc độ dần dần nhanh hơn một ít. Nàng về phía trước bán ra một bước, kia nước sông quay cuồng càng thêm kịch liệt cảm nhận được nàng trong cơ thể thiên đường hỏa hơi thở, không có thần hỏa có thể chống đỡ, hơn nữa lúc này Phượng Trường Duyệt đã thức tỉnh. Đối thần hỏa đều đã có cực cường cảm giác cùng triệu hoán lực cho nên làm được này đó, rất là dễ như trở bàn tay. Nhưng là thần hỏa rớt xuống nhân gian vạn năm lâu, cơ hồ đều đã có ý chí của mình, muốn làm chúng nó lập tức trở về, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho nên, nàng mới vẫn như cũ yêu cầu triệu hồi chỉ có đem thần hỏa trong vòng độc lập ý thức hoàn toàn rõ ràng, nàng mới có thể chịu hồi dung hợp. Cho nên, tuy rằng nàng có thể khiến cho này thần hỏa phản ứng, nhưng là muốn hoàn thành dung hợp. Vẫn là yêu cầu nhất định tinh lực. Tự hồ cảm thấy được này hai người trên người không dung khinh thường hơi thở kia quay cuồng màu đỏ nước sông, động tĩnh càng thêm đại rồi sau đó ở bên trong vị trí. Lại là xuất hiện một cái lốc xoáy kia lốc xoáy càng ngày càng thâm, chung quanh dòng nước càng thêm chảy xiết, đột nhiên nhìn lại, cực kỳ giống có một con vô hình tay, ở bên trong đào một cái thật sâu động. Chung quanh không khí, cũng nhanh chóng biến hóa. Này một mảnh cánh đồng bát ngát phía trên, nguyên bản liền không người ảnh, trống vắng không tiếng động, lúc này sông nước này kịch liệt kích động lên, dần dần tụ tập cường đại năng lượng. Càng là làm nhân tâm thần đều run. Đương nhiên, ở chỗ này này hai người, đều không ở cái này trong phạm vi bọn họ hai người đều nhìn chằm chằm kiên nước sông trên người khí thế sớm đã vận sức chờ phát động hiền viên đêm biết ở thần hỏa phía trên chính mình muốn cấp đoạt cũng không chiếm ưu thế cho nên hắn càng cần nữa cẩn thận mắt phượng bên trong sát khí cơ hồ giống như thực chất kia lốc xoáy càng lúc càng lớn càng ngày càng thâm bên tai là không ngừng gột rửa mở ra thật lớn tiếng nước trước mắt là dần dần gia tăng lốc xoáy kia nóng cháy hơi thở từ nơi đó mặt thẩm thấu ra tới nguyên bản nơi này có như vậy một cái rộng lớn con sông, chung quanh thổ địa vẫn như cũ như vậy khô cạn thậm chí ra nẻ, liền có chút kỳ quái, mà đương kia nóng rực hơi thở truyền đến thời điểm. Hiên viên đêm rốt cuộc minh bạch cái gì? Có một ít thủy rơi xuống nước ở bên ngoài thổ địa thượng, nhanh chóng bị hấp thu, liền dấu vết cũng thực mau biến mất rồi sau đó, kia địa phương đó là sẽ xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh hiền viên đêm cơ hồ là lập tức minh bạch nơi này phạm vi trăm dặm màu đỏ sậm thổ địa ra nẻ thành như vậy bộ dáng đều không phải là là bởi vì thiếu tùy mà là bởi vì kia thần hỏa uy lực quá mức cường đại giọt nước bên trong ẩn chứa thần hỏa lực lượng cùng độ ấm rơi xuống lúc sau thấm vào ngầm đó là nhanh chóng đem mặt đất đều căng vỡ ra tới mà kia lực lượng cũng không sẽ như vậy biến mất ngược lại là sẽ dần dần lan tràn khai đi vì thế ngàn năm thời gian này chung quanh đó là thành như vậy bộ dáng mà nhưng vào lúc này một đạo phá thủy tiếng động bỗng nhiên truyền đến hiên viên đêm trong lòng căng thẳng lập tức ngẩng đầu nhìn lại một phùng màu đỏ trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mắt cơ hồ là đồng thời cánh tay hắn giơ lên trong tay huyết diều hung hăng chém xuống một đạo đỏ như máu hồ quang chợt bay đi nơi đi qua, bổ ra một đoạn màu đen không gian cái khe. Thậm chí kia cái khe còn chưa biến mất kia hồ quang cũng đã tới rồi kia một phủng màu đỏ phía trên. Đó là một đóa từ nước sông bên trong, lan tràn mà ra, sáng lạn nở rộ thật lớn đóa hoa. Này một đạo hồ quang, lại là vừa lúc bổ về phía kia nhụy hoa bên trong. Không trùng phía trên, mây đen giăng đầy cơ hồ là trong khoảnh khắc liền có tiếng sấm nổ mạnh từng trận. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn trực tiếp vận dụng toàn lực này nhất chiêu tất nhiên khiến cho thiên địa dị tưởng. Nhưng mà liền ở kia một đạo hồ quang sắp chém xuống ở cây nhụy hoa phía trên thời điểm lại có một đạo lưu quang chỉ một thoáng bay qua. Khanh, kim thạch tiếng động tức khắc vang lên, hiên viên đêm ánh mắt căng thẳng, một trận ánh lửa văng khắp nơi. Hắn không chút do dự lập tức chém xuống đệ nhị diêu. Lúc này đây, hắn áp dụng một cái tập phần xảo quyệt góc độ ở kia một trận ánh lửa chưa hoàn toàn biến mất thời điểm liền đã vọt qua đi mà đồng thời, hắn thân hình chợt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở kia một mảnh nước sông phía trên. Phượng Trường Duyệt cũng lập tức đuổi kịp. Hắn nếu đã quyết định làm chuyện này, như vậy liền nhất định sẽ làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị, hắn biết chính mình không chiếm ưu thế, cho nên liền suy nghĩ mặt khác biện pháp tới cướp đoạt. Nàng phía trước dung hợp thần hòa cũng không tính dễ dàng, hiện tại dù cho thức tình, nhưng vẫn chưa lập tức chịu hoán sở hữu còn thừa thần hòa cũng đã chứng minh nàng còn không có hoàn toàn thức tình. Mà cái này, chính là hắn cơ hội. Hắn phải làm chỉ có một sự kiện đem thần hỏa chiếm cho riêng mình. Vì thế, ở kia đệ nhất hạ bị ngăn trở thời điểm, kỳ thật hắn cũng không ngoài ý muốn, ngay sau đó liền lập tức chém ra đệ nhị hạ. Đệ nhất hạ hắn dùng toàn lực không tồi, nhưng là đệ nhị hạ hắn dùng càng tốt góc độ, vì chính là xuất kỳ bất ý xạ thiên tiễn ngăn trở đệ nhất hạ, lập tức liền muốn đi ngăn trở đệ nhị hạ, nhưng lần này luôn là yêu cầu một cái thay đổi phương hướng thời gian. Hiên viên đêm muốn chính là thời gian này, mà lúc này hắn đã tới rồi kia thật lớn màu đỏ cánh hoa phía trên. Gần chỗ xem kia cánh hoa càng là kiều diễm vạn phần, tầng tầng lớp lớp cánh hoa giống như ngọn lửa giống nhau, chậm rãi tràn ra, nhan sắc thập phần nùng liệt tươi đẹp. Xem một cái tựa hồ đó là sẽ đem người hít vào đi đường hắn tới gần thời điểm, có thể cảm giác được rõ ràng, kia một cổ cường đại hấp lực từ bên trong truyền đến. Kia thật lớn cánh hoa nhẹ nhàng lay động, lại là đem kia một sợi hồ quang bao vây lên. Cánh hoa trùng hợp bao trùm lên, hiên viên đêm cảm giác được rõ ràng, kia một cổ lực lượng cường đại ở bên trong nhanh chóng trừ khử. Hắn trong lòng tức khắc lần thứ hai đề cao cảnh giác. Này cơ hồ giống như hoa ăn thịt người giống nhau tồn tại, nói vậy chính là này thần hỏa hóa hình, hơn nữa hiển nhiên đã thập phần lợi hại dư quang một mặt mảnh khảnh thân ảnh lực quá, lại là phượng trường duyệt đã nhanh chóng đuổi kịp, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Hiền viên đêm trong lòng nhất định đáy mắt ẩn ẩn có gió lấp đem khởi. Hắn trên người hơi thở vốn dĩ đã thập phần cường hãn mà lúc này lại là lần thứ hai bảo chướng. Phượng trường duyệt cả kinh theo sau bàn tay nhẹ huy một đạo từ kim sắc ngọn lửa chợt bay ra. Nhanh chóng đem kia đóa hoa vây quanh lên, dù cho là lại lợi hại ở thiên đường hỏa trước mặt cũng là muốn lùn một đầu, huống chi lúc này thiên đường hòa đã dung hợp mặt khác bảy loại thần hòa. Hiên viên đêm lập tức ra tay, lại là trực tiếp chém về phía kia cánh hòa dưới rễ cây. Ba đạo lực lượng đánh sâu vào, trong khoảnh khắc bộc phát ra cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Một đạo phiếm cháy hoa vòng sáng nhanh chóng hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi. Trùng quanh ra nẻ thổ địa tức khắc bị nhấc lên một tầng đất. Vô số nước sông vẩy ra chung quanh cảnh tượng tức khắc thoạt nhìn càng thêm thảm không nỡ nhìn. Nhưng mà khi hai người động tác, lại đều là không có dừng lại. Phượng trường duyệt thân hình vừa chuyển, động tác cực nhanh, thiên đường hỏa đem kia thật lớn đóa hoa vây khốn, nàng liền lập tức cài tên, nhắm chuẩn mục tiêu. Thình lình cũng là kia đóa hoa dưới thon dài vụn vặt. Hiền viên đêm thấy vậy, mắt phượng trầm lệ, nguyên bản sắp chém xuống huyết diều, bỗng nhiên phương hướng vừa chuyển, bay về phía phượng trường duyệt. Nàng lúc này vừa lúc bắn ra trong tay xạ thiên tiễn. Khanh, hai người lần thứ hai hung hăng va chạm ở bên nhau. Nhưng mà đúng lúc này, hiên viên đêm lại là động tác không ngừng, lại là trực tiếp dùng tay nắm lấy kia đóa hoa dưới dây đằng. Cơ hồ là lập tức hắn trên tay máu tuy đầm đìa, huyết nhục mơ hồ. Đây là thần hỏa biến thành, lại sao có thể là bình thường đóa hoa có thể so kia dây đằng phía trên nóng cháy lực lượng, đủ để đem này phạm vi trăm ngàn dặm đều hóa thành hư vô, hiên viên đêm rốt cuộc huyết nhục chi thân, lần này uy lực có thể nghĩ. Nhưng mà hắn biểu tình lại là một chút chưa biến, phảng phất căn bản cảm thấy không đến đau đớn, nhanh chóng đem kia một đóa thật lớn đóa hoa ôm vào tay chung. Phượng trường duyệt khóe mắt hung hăng nhảy dựng, hiên viên đêm lại là đã nhanh chóng lui về phía sau không người nhìn đến, hắn trưởng gian hắc bạch hai sắc linh lực lẫn nhau giao triền, gắt gao trói buộc kia thần hòa. Mặc dù là không thể cắn nuốt, hắn cũng có thể mạnh mẽ áp chế. Chỉ cần không bị nàng được đến, một đạo sắc nhọn hơi thở, đột nhiên truyền đến. Hiền viên đêm rộng mở ngẩng đầu, trước mắt một đạo dị thường sắc bén quang mang lập lòe. Nàng vòng eo thẳng tắp bắn thiên cung kéo đến mãn huyền, xạ thiên tiễn phía trên. Đang có vô số năng lượng hội tụ lên mũi tên tiêm thẳng chỉ hướng hắn đem thần hỏa còn trở về nàng thanh âm lạnh lùng trong mắt là kiên quyết lạnh nhạt hiền viên đêm nhìn nàng ánh mắt bình tĩnh nói ngươi cảm thấy khả năng sao phượng trường duyệt ngón tay bị bắn thiên cung huyền thít chặt ra sâu đậm dấu vết có thể thấy được nàng lúc này đây tích tụ nhiều ít lực lượng rồi sau đó rộng mở buông tay xạ thiên tiễn nháy mắt bắn nhanh mà đi nàng thanh âm vang ở bên tai như là chân trời truyền đến giống nhau xa xôi Người như thế nào, liền không rõ đâu. mươi 461 thiên địa đều ở nàng trong tay. Kia sắc nhọn hơi thở nghênh diện đánh úp lại, chung quanh nhanh chóng hoa khai một đạo màu đen cái khe. Cường đại kinh khí trên mặt đất phía trên lưu lại thật sâu dấu vết. Nàng này một kích, cũng là dùng toàn lực. Hiền viên đêm mắt phượng trầm lệ, thân hình bạo lui dưới thần nước sầm quay có một ít bắn tới rồi hắn góc áo phía trên nhanh chóng biến mất hắn một tay đem kia thật lớn đóa hoa nắm trong tay một tay gắt gao nắm chặt huyết diều nhanh chóng che ở chính mình trước người khanh hai người va chạm hỏa hoa văng khắp nơi cổ tay hắn hơi hơi một nghiêng kia xạ thiên tiễn đó là ở kia huyết diều phía trên sai khai một chuỗi lóa mắt tinh mang chợt thoáng hiện bảng bạc lực đánh vào lượng hướng tới bốn phía dũng đi hắn quần áo phần phật mặt mày lại là càng thêm kiên định. Ẩn ẩn có thể nhìn đến kia đáy mắt một tia huyết hồng. Xạ thiên tiễn rốt cuộc tranh trách mà đi. Cùng dĩ vãng bất đồng, lúc này đây xạ thiên tiễn một kích chưa chung, lại chưa lập tức thay đổi phương hướng, lần thứ hai công tới, ngược lại là bay ngược trở về phượng trường duyệt trong tay. Nàng vươn tay, một tay đem xạ thiên tiễn bắt lấy, mặt mày chi gian mang theo vài phần lạnh lẽo ở trong tay vẫn như cũng có thể rõ ràng cảm giác được xạ thiên tiễn còn ở kịch liệt run rẩy nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt mới vừa rồi kia một cái chớp mắt xạ thiên tiễn rõ ràng đã thoát ly nàng khống chế hoặc là nói là gãi lời nàng ý chí nó cứ nhiên chính mình mạnh mẽ phản hồi cự tuyệt tiếp tục công kích hiên viên đêm người điên rồi sao nàng thanh âm lạnh lùng ánh mắt dừng ở xạ thiên tiễn phía trên xạ thiên tiễn chợt đỉnh chỉ run rẩy nguyên bản bởi vì cường đại năng lượng lưu động mà nóng cháy xúc cảm cũng tựa hồ mang theo một tia lạnh lẽo nàng lần thứ hai cài tên kéo cung nhưng mà lúc này đây động tác lại trở nên dị thường thong thả bởi vì bắn thiên cung cũng ở lấy ý chí của mình tự tuyệt nàng khống chế bắn thiên cung cùng xạ thiên tiễn tuy rằng là nhất thể nhưng là lại từng người có chính mình ngây thơ ý chí mà cuối cùng chúng nó đều là bị oa oa khống chế qua oa thân là linh bảo chi hồn, có được đối chúng nó tuyệt đối lực khống chế. Bắn thiên cung cùng xạ thiên tiễn đồng thời như vậy phản ứng, chỉ có thể thuyết minh này hết thầy, đều là oa oa làm. Nàng thần sắc hơi trầm xuống. Trong tay càng thêm dùng sức thậm chí đầu ngón tay đều quanh quần một vòng đạm kim sắc quang mang, bắn thiên cung lại vẫn như cũ chỉ là kéo ra một chút. Dựa theo cái này xu thế, nàng hôm nay là tuyệt đối không có khả năng tiếp tục sử dụng bắn thiên cung cùng xạ thiên tiễn hiền viên đêm cùng nàng xa xa mà đứng, trung gian cách còn đang không ngừng cuồn cuộn nước sông, lúc này sắc trời ám trầm, chung quanh hết thảy đều như là bị mạ một tầng màu đỏ ám quang. Cái gì đều thấy không rõ lắm, mà đối diện người trên mặt biểu tình cũng tự hồ mơ hồ lên. Phượng trường duyệt nghe được hắn bình tĩnh mà nhẹ nhàng thanh âm. Ta minh bạch, nhưng nếu bởi vì minh bạch liền phải làm ta từ bỏ ngươi, như vậy ta thà rằng vĩnh viễn đều không rõ ta nói nhiều như vậy thứ ta chỉ là muốn ngươi tiếp tục ngốc tại ta bên người. Người như thế nào cũng luôn là không rõ. Hoặc là bọn họ lẫn nhau đều không phải không rõ nhưng mà lại không có mặt khác lộ nhưng tuyền. Đối với Phượng Trường Duyệt mà nói, đặc biệt như thế. Hai người chi gian, một mảnh tĩnh mịch. Nước sông trào dâng tiếng động, không trung phía trên phong lôi từng trận tiếng động, thậm chí vô biên cánh đồng bát ngát phía trên gào thét mà qua cuồng phong tiếng động, hỗn hợp ở bên nhau nghe vào trong tai đều tự hồ mang theo vài phần thê lương. Hắn trong tay đóa hoa, ngay từ đầu còn ở điên cuồng vặn vẹo dễ rùa, mà bất quá ngắn ngủn thời gian, cũng đã bắt đầu bày biện ra uể oải thái độ. Hiền viên đêm bàn tay càng thêm dùng sức, chỉ cần thời gian cũng đủ, hắn hoàn toàn có thể đem thần hỏa hoàn toàn khống chế ở chính mình trong tay. Mẫu thân, hoa hoa không cần như vậy đối cha. Ô ô ô, không tiếng động là lúc bỗng nhiên một trận mềm mại tiếng khóc truyền đến. Hiền viên đêm trong lòng vừa động quả nhiên nhìn đến một đạo thân ảnh nho nhỏ chính xuất hiện ở hai người trung gian. Kia một đoàn nhu nhu nhuyễn nhuyễn vật nhỏ tựa hồ cùng phía trước không có gì biến hóa, nhưng là kia trương luôn là mang theo thảo hỉ tê cười thịt hô hô khuôn mặt nhỏ thượng Lúc này lại là lã trã trực khóc ngập nước trong ánh mắt tựa hồ nước mắt ngay sau đó liền sẽ rơi xuống. Hoa hoa nhìn phượng trường duyệt lại nhìn phía sau hiên viên đêm liếc mắt một cái, đôi mắt đỏ bừng, cha hiền viên đêm tâm chỉ một thoáng mềm nhũn lại sinh ra một cổ chua sót khôn kể. Tuy rằng đã ôm thành thơi tư, thậm chí nghĩ tới hết thảy tốt xấu sở hữu kết cục nhưng là đương nhìn đến oa oa thời điểm, lại vẫn là cảm thấy trong lòng một trận nắm đau. Hắn đem đáy lỏng cảm xúc áp xuống, lần thứ hai dương mắt thời điểm, mắt phượng bên trong đã vẫn như cũ là nhất phái bình tĩnh. Phượng trường duyệt nhìn oa oa, sắc mặt không gợn sóng. Oa oa, xem ra lá gan của ngươi thật sự lớn rất nhiều không chỉ có khống chế được bắn thiên cung cùng xạ thiên tiến vi phạm nàng ý chí từ bỏ đối hiên viên đêm công kích hơn nữa lúc này còn đột nhiên mạnh mẽ nhảy ra ngăn trở ở hai người chi gian oa wow, oa wow, nghe vậy nhỏ nhỏ thân mình run lên như vậy mẫu thân luôn là làm nó sinh ra một loại không tự giác sợ hãi cảm giác kia cơ hồ là thâm nhập linh hồn một loại kính sợ như là từ lúc bắt đầu liền cắm rễ với trong xương cốt giống nhau lúc này đây vi phạm nàng ý chí kỳ thật oa wow, oa wow cũng là tiêu phí cực đại tâm tư nó tuy rằng là linh bảo chi hồn có được tuyệt đối khống chế lực nhưng là phượng trường duyệt lại là nó chủ nhân. Đây là vô pháp sửa đổi, nàng đối nó cũng có cực đại khống chế, từ nào đó góc độ mà nói, oa oa thậm chí là không thể làm ra bất luận cái gì làm trái nàng ý chí sự tình. Cho nên lúc này đây, nó cũng là dùng hết sức lực mới có thể làm được này một bước. Lúc này nhìn Phượng Trường Duyệt nó trong lòng nói không sợ hãi là giả, nhưng là nó trong lòng như thế nào cũng không chịu cứ như vậy tính mẫu thân như thế nào có thể như vậy đối cha đâu Quà oa theo bản năng muốn tiến lên ôm phượng trường duyệt muốn giống như trước giống nhau làm nũng muốn cầu nàng không cần tiếp tục như vậy nhưng mà trên người nàng kia vô hình uy áp lại cơ hồ ép tới nó vô pháp động tác nó ngơ ngẩn nhìn phượng trường duyệt chỉ biết lắc đầu không không cần như vậy quà oa không cần các người như vậy ô ô ô nó như vậy khóc lóc phượng trường duyệt rõ ràng cảm giác được trong tay bắn thiên cung cùng xạ thiên tiễn đã hoàn toàn lui đi nguyên bản nóng cháy độ ấm chúng nó đã vô pháp tác chiến. Nàng tuy rằng là oa oa chủ nhân, nhưng là nếu nó vẫn luôn là như vậy trạng thái, như vậy liền tính là siêu việt thiên giai linh bảo tồn tại cũng không có gì tác dụng. Nàng đem hai người thu lên, rồi sau đó, trên người nàng đó là đột nhiên sinh ra từ kim sắc ngọn lửa kia ngọn lửa rán thân thể của nàng, cực kỳ thân mật cũng cực kỳ linh hoạt, càng là như vậy thời điểm thiên đường hỏa muốn cắn nút liền sẽ càng mãnh liệt. Liền tính không cần linh bảo, không cần bất luận cái gì ngoại lực tương trợ, nàng hôm nay cũng vẫn như cũ có thể đem thần hỏa cướp về. Hiên viên đêm nhìn đến nàng như vậy bộ dáng ánh mắt chi gian nhiễm vài phần thâm trầm. Kỳ thật về thân phận của nàng cùng với đại hôn phía trên cùng với kia lúc sau phát sinh sự tình. Hắn trong lòng tuy rằng có đoán rằng, nhưng cũng chỉ là đoán rằng thôi. Không có nghe được nàng chính miệng thừa nhận, hoặc là chính mắt nhìn thấy sự thật kia một ngày, hắn đều sẽ bảo trì nhất định hoài nghi thái độ. Nhưng tương ứng, hắn cũng vô pháp hoàn toàn sờ thấu hiện tại nàng rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Bởi vì kia không biết cường đại uy áp cùng với kia đáng sợ suy đoán. Phượng Trường Duyệt trên người hơi thờ, dần dần đã xảy ra biến hóa. Oa oa thần sắc lập tức biến đổi. Mẫu thân nó kêu một tiếng, vượng trường diệt lại chưa để ý tới. hiền viên đêm trưởng gian linh lực cuồn cuộn, bỗng nhiên đem kia thật lớn đóa hoa cắn nuốt. màu trắng linh lực bên trong trộn lẫn tạp một tia màu đen, nhanh chóng đem kia đóa hoa treo cổ. trong lúc nhất thời, thậm chí có thể nghe được ẩn ẩn tiếng rít tiếng động. hắn sắc mặt lạnh lẽo, rồi sau đó lại là trực tiếp đem kia một đoàn còn đang không ngừng dãy rụa màu trắng linh lực đột nhiên thu hồi chính mình thân thể trong vòng. dù cho có linh lực bao vây thần hỏa tiến vào hắn thân thể trong nháy mắt kia nóng cháy độ ấm vẫn là nhanh chóng lan tràn mở ra nếu không có hiên viên đêm lúc này cảnh giới chắc kiệt chỉ sợ lập tức liền sẽ hóa thành cho tẫn thân thể trong vòng như là có vô số nóng cháy dung nham đang không ngừng trào dâng đem gân mạch máu cốt cách đều toàn bộ bỏng cháy hầu như không còn hắn thân thể trong vòng cuồn cuộn linh lực đột nhiên nhào lên lại là mạnh mẽ đem kia thần hỏa toàn bộ cắn nuốt khống chế dù cho như thế kia kịch liệt đau đớn, cũng vẫn như cũ vô cùng rõ ràng truyền tới trong óc bên trong. Hắn trong miệng thậm chí có một cổ ngọt tanh hơi thở. Hắn hầu kết lăn lộn đem kia ấm áp nuốt xuống, mắt phượng nặng nề nhìn phượng trường duyệt nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt lại là dần dần cuồn cuộn khởi gợn sóng. Thần thể trong vòng như là có vô số lưỡi đao đang không ngừng tu nhỏ, lại như là có vô tận ngọn lửa đang không ngừng nướng nướng. Nhưng mà hắn đáy lòng lại chỉ không ngừng trào ra càng thêm nóng rực ngọn lửa như là muốn đem linh hồn của hắn đều hoàn toàn thiêu đốt hắn gian nan nuốt xuống trong cổ họng ngọt tanh khóe miệng lại là bỗng nhiên gợi lên một mặt cười như vậy thanh quý vô song nam nhân xưa nay luôn là một thân quạnh quẽ ánh mắt chi gian cũng luôn là mang theo một cổ thanh hàn chi khí làm người cảm thấy phảng phất giống như phù băng toái tuyết không thể tới gần nhưng mà này cười, lại bỗng nhiên xuân phong mười dặm, lay động sinh tư, quyến rũ mị hoặc. Phượng trường duyệt ánh mắt lãnh đạm giống như đang xem một cái người xa lạ. Lại hoặc là đáy mắt có vài phần hờ hững thương hại. Hiên viên đêm khóe miệng tươi cười lại là càng thêm đại, rồi sau đó thậm chí bắt đầu cười ra tiếng tới. Hắn tiếng nói trước sau như một trầm thấp yêu nhã, này thấp thấp tiếng cười, tự hồ liền ở bên tai vang lên, cơ hồ truyền tới nhân tâm đế, làm người nhịn không được đi theo trái tim đều run rẩy lên hắn nhìn nàng, mặt mày chi gian, đều tựa hồ sáng ngời vài phần. Phượng trường duyệt giữa mày bỗng nhiên nhăn lại, cắn nuốt thần hỏa là một kiện phi thường thống khổ sự tình, liền tính là nàng, phía trước cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Đặc biệt là dung hợp thời điểm tẩy tùy phạt kinh, luôn là sẽ trải qua cực hạn thống khổ. Mà hắn hiện tại cảm giác tuyệt đối sẽ không hảo, chính là hắn lại đang cười. Hiền viên đêm là đang cười, chỉ là ai cũng không biết, hắn rốt cuộc đang cười cái gì. Hắn nhìn nàng, đáy mắt dần dần hiện lên vài phần ánh sáng nhu hòa tới, nhưng mà cái đáy mắt lại càng nhiều vô tận thương tiếc cùng kiên quyết. Hắn biết nàng này một đường đi tới, vì quang minh chính đại đi đến hắn bên người, đến tột cùng trả giá nhiều ít, nhưng mà lúc này đây, lại là rốt cuộc có thể thiết thân thể hội một lần. Vô số lần bồi hồi sinh tử, vô số lần chiến đấu chém giết, vô số lần thống khổ tra tấn bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nàng bất quá là cái không thể tu luyện phế xài thân thể gầy yếu cốt xấu như xài tựa hồ nhẹ nhàng gặp lại liền có thể trực tiếp đem nàng xương cốt bóp gãy giống nhau mà ở nàng đáp ứng hắn nói sẽ tự mình đi đến hắn bên người cùng hắn sóng vai mà đứng lúc sau bất quá ngắn ngủn ba năm nhiều thời giờ nàng cũng đã làm được này trong đó gian khổ ngay cả hắn cũng không từ biết được Dung hợp thần hỏa là nàng nhanh nhất tiệp biện pháp nhưng mà lại cũng là nguy hiểm nhất thống khổ nhất một sự kiện. Hắn trước mắt có chút mơ hồ, nàng tinh tế là lướt thân ảnh hình dáng lại vẫn như cũ rõ ràng. Chính là bằng vào như vậy một bức có thể nói nhu nhược thân hình, nàng làm được nàng đã từng cấp ra hứa hẹn. Nàng bằng mau tốc độ đi vào hắn bên người, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Ở bụi gai sa mạc bên trong thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy nàng dung hợp từ liên tâm diễm đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng dung hợp thần hòa cũng là kia một lần hắn rốt cục thấu xương minh bạch nàng đã từng vì hắn đều trả giá như thế nào đại giới trên người nàng huyết nhục cơ hồ đều bị bỏng cháy cuộn lại biến thành màu đen thậm chí liền cốt cách đều ẩn ẩn có thể thấy được bởi vì cực hạn thống khổ nàng thậm chí muốn dùng va chạm đầu biện pháp giảm bớt chính mình thân thể thượng đau đớn khi đó nàng trên người thậm chí liền một khối hoàn hảo da thịt đều không có Đầy đất máu loãng, đầy người chật vật, hắn tâm cũng đã trải qua đồng dạng dây vo. Khi đó, hắn liền nghĩ tới, nếu là có thể thế nàng thừa nhận này phân thống khổ, như vậy vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, hắn đều nguyện ý, mà nay, hắn rốt cuộc được như ước nguyện. Thần hòa ở trong cơ thể không ngừng quay cuồng, cuồng bạo có thể lãnh không ngừng thử đánh sâu vào, liền tính là hắn linh lực hùng hồn, cũng vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn khống chế kia nóng cháy cơ hồ ngay sau đó liền sẽ đem người hoàn toàn thiêu đốt độ ấm cơ hồ truyền tới thân thể mỗi một chỗ. Hắn nắm tay siết thật chặt gần xanh bạo khởi. Phượng trường duyệt chậm rãi giơ tay trường gian kim sắc ngọn lửa dị thường sinh động. Lúc này đây nàng không hề do dự trực tiếp ra tay. Kia kim sắc ngọn lửa chợt xuất kích. Ở giữa không trung nhanh chóng hình thành một đạo từ kim sắc roi. Trực tiếp hướng về phía hiên viên đêm mà đi thiên địa chi gian đều tựa hồ bị này một đạo hỏa tiên ánh lượng hiền viên đêm đáy mắt chiếu ra khi một đạo mỹ lệ sắc thái bỗng nhiên lần thứ hai lui về phía sau mà đỉnh đầu hắn lại là bỗng nhiên xuất hiện một đạo thật lớn bóng ma một đạo phảng phất từ viễn cổ thời kỳ truyền đến cuồn cuộn hơi thở đột nhiên chi gian tràn ngập toàn bộ không gian Thiên địa chi gian đột nhiên biến sắc không trùng phía trên u ám bên trong bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu bạc tia chớp kia không ngừng du tàu tia chớp lẫn nhau va chạm, phát ra kinh thiên tiếng động, kia một đạo dày nặng bóng ma trở nên càng thêm dày đặc. Phượng trường duyệt giữa mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo sáng người kim sắc bỗng nhiên xuất hiện ở trong tối trầm sắc trời bên trong. Thiên địa chi gian nhất phái âm trầm, đường kia một mặt kim sắc xuất hiện thời điểm đó là có vẻ phá lệ mắt sáng. Cùng với mặt đến là kia một cổ cơ hồ vô pháp chống lại uy áp. Giống một đạo thâm trầm rồng ngâm thanh, bỗng nhiên vang vọng thiên địa chi gian. Vô số cuồng phong sậu khởi, Long đầu sậu hiện, một đôi tràn ngập vô thượng uy nghiêm đôi mắt thẳng tắp xem ra. Nó ở giữa không trung phía trên, thật lớn thân thể thậm chí đều còn giấu ở u ám bên trong, chỉ có thể nhìn đến kia giò ra dày nặng u ám thật lớn long đầu. Nhưng mà cũng đã cũng đủ. Kia một đảo chém ra hỏa tiên, chưa tới gần, đó là bị kia một đảo rồng ngâm tiếng động cường đại giao động ngăn trở đó là hiên viên đêm khế ước ma thú hoàng kim cự long. Kia một đạo rồng ngâm thanh rơi xuống, nơi xa cánh đồng bắt ngát phía trên, bỗng nhiên dọc theo kia đã xuất hiện cái khe, bỗng nhiên sụp xuống. Một đạo rồng ngâm uy lực đã nếu này. Nếu là phát huy ra chân chính thực lực, hôm nay trận này tranh đấu, đó là không có bất luận cái gì trì hoãn. Hoàng Kim Cự Long thật lớn đôi mắt liền như vậy nhìn xuống nhìn Phượng Trường Duyệt hiện lên rất nhiều cảm xúc nó lần trước bị hiên viên đêm khế ước này hai người còn lẫn nhau thâm ái, mà hiện tại nó lần đầu tiên ra tới tác chiến, không tới trước đối thủ cư nhiên chính là Phượng Trường Duyệt. Nhân gian biến ảo, không khỏi quá nhanh. Phượng Trường Duyệt trên mặt vẫn chưa xuất hiện sợ hãi chi sắc đáy mắt kim sắc ẩn ẩn. Hoa oà ngửa đầu nhìn, nhất thời chú mắt tại chỗ, lại là không biết lúc này, rốt cuộc hẳn là trợ giúp cha. Vẫn là trợ giúp mẫu thân. Nhưng mà không đợi nó nghĩ kỹ, đó là lại có một đạo thân ảnh xuất hiện một đạo màu trắng hiện lên, oa oa sắc mặt đột biến. Tiểu Bạch ngồi xổm Phượng Trường Duyệt trên vai, cũng ngửa đầu nhìn kia Hoàng Kim Cự Long. Đen lúng liếng trong ánh mắt đã không có trước kia trêu chọc cùng ý cười. Ngược lại là tràn ngập tuyệt đối uy áp cùng nghiêm túc. Hoàng Kim Cự Long nhìn đến Tiểu Bạch cũng không ngoài ý muốn. Cảnh tượng như vậy, nó không ra mới là kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới, nó cùng nó, cư nhiên cũng có đối lập một ngày. Nhưng mà hai người đều là các vị này chủ như thế cũng là không có lựa chọn nào khác tiểu bạch nhìn hoàng kim cự long âm điệu nặng nề người xác định muốn ra tay sao hoàng kim cự long ánh mắt hiện lên phức tạp chi sắc ta nếu đã khế ước tự nhiên duy chủ nhân mệnh lệnh hành động huống hồ hiện giờ liền tính là hai chúng ta động thủ cũng chưa chắc ai thua ai thắng nó có thể cảm giác ra tới tiểu bạch thực lực tự hồ đã chịu áp chế căn bản không thể cùng vạn năm phía trước nó so sánh với cuối cùng ai cười đến cuối cùng cũng còn chưa biết tiểu bạch ánh mắt đốn trầm nó kỳ thật cũng không phải muốn động thủ nhưng là thần hòa trở về chính là chú định sự bọn họ liền tính là dùng hết hết thảy tới ngăn trở cũng là sẽ không có bất luận cái gì tác dụng nhưng mà lúc này không có người sẽ lựa chọn lui về phía sau hiền viên đêm là quyết tâm phượng trường duyệt nhìn hắn ánh mắt bỗng nhiên nhạt nhẽo rất nhiều thân thể trong vòng kia kim sắc sao trời bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ nàng quanh thân kim sắc ngọn lửa bỗng nhiên kịch liệt bốc cháy lên rồi sau đó bỗng nhiên phân tán trở thành bát cổng không chỉ có nhưng mà không đợi nó nghĩ kỹ đó là lại có một đạo thân ảnh xuất hiện một đạo màu trắng nhiệt lên oa oa sắc mặt đột biến tiểu bạch ngồi xổm phượng trường duyệt trên vai cũng ngửa đầu nhìn kia hoàng kim cự long đen lúng liếng trong ánh mắt đã không có trước kia trêu chọc cùng ý cười. Ngược lại là tràn ngập tuyệt đối uy áp cùng nghiêm túc. Hoàng Kim Cự Long nhìn đến Tiểu Bạch cũng không ngoài ý muốn. Cảnh tượng như vậy, nó không ra mới là kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới, nó cùng nó, cư nhiên cũng có đối lập một ngày. Nhưng mà hai người đều là các vị này chủ, như thế cũng là không có lựa chọn nào khác. Tiểu Bạch nhìn Hoàng Kim Cự Long âm điệu nặng nề. Người xác định muốn ra tay sao? hoàng kim cự long ánh mắt hiện lên phức tạp chi sắc ta nếu đã khê ước tự nhiên duy chủ nhân mệnh lệnh hành động huống hồ hiện giờ liền tính là hai chúng ta động thủ cũng chưa chắc ai thua ai thắng nó có thể cảm giác ra tới tiểu bạch thực lực tự hồ đã chịu áp chế căn bản không thể cùng vạn năm phía trước nó so sánh với cuối cùng ai cười đến cuối cùng cũng còn chưa biết tiểu bạch ánh mắt đốn trầm nó kỳ thật cũng không phải muốn động thủ, nhưng là thần hỏa trở về, chính là chú định sự, bọn họ liền tính là dùng hết hết thảy tới ngăn trở cũng là sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng mà lúc này, không có người sẽ lựa chọn lui về phía sau. Hiên viên đêm là quyết tâm. Phượng trường duyệt nhìn hắn. Ánh mắt bỗng nhiên nhạt nhẽo rất nhiều. thân thể trong vòng kia kim sắc sao trời, bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ. Nàng quanh thân kim sắc ngọn lửa, bỗng nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Rồi sau đó bỗng nhiên phân tán trở thành bát cổ ngọn lửa hướng tới hiên viên đêm mà đi tiền địa chi gian sở hữu lực lượng bỗng nhiên đều dọc theo một loại kỳ dị quỹ đạo vận hành lên rồi sau đó hướng tới hiên viên đêm nghiền áp mà đến chương 462 hắn là nàng cuối cùng một tiên nhân gian ý Hiên viên đêm trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại năng lượng hắn có thể cảm nhận được thân thể trong vòng thần hỏa tựa hồ đã chịu phượng trường diệt thần hỏa tác động. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ phát ly mà ra. Kia điên cuồng quấy ngọn lửa ở trong thân thể hắn dẫn phát từng đợt kịch liệt đau đớn. Nhưng mà trên mặt hắn thần sắc lại là càng thêm lạnh lẽo trầm lệ. Kia cường đại thiên địa chi gian năng lượng đẻ ép mà đến, hắn mỗi một động tác đều trở nên dị thường khó khăn, hơi chút động nhất động, chung quanh đều tựa hồ có cực kỳ nguy hiểm cấm chế theo hắn động tác liên tiếp bị đụng vào rồi sau đó trở nên càng thêm khó khăn. Hắn trên người cơ bắp bạo khởi, một thân hắc y phần phật mơ hồ có một cổ huyết tinh hơi thở từ hắn trên người phát ra. Ước chừng bởi vì quần áo là màu đen cho nên nhìn không ra rốt cuộc là nơi nào bị thương, càng thêm nhìn không ra rốt cuộc chảy nhiều ít huyết nhưng là trong không khí huyết tinh hơi thở. Lại là càng thêm nồng đậm. Người được kia hương vị, phía dưới nước sông tựa hồ đều quay cuồng càng thêm kịch liệt thần thể trong vòng thần hỏa cũng lần thứ hai quay cuồng lên, dọc theo cốt cách kinh mạch điên cuồng quấy. Tiên địa chi gian vô số lực lượng đè ở hắn trên người. Nháy mắt hình thành một cái nhìn không thấy nhà giam, đem hắn khóa chết ở bên trong. Thấy như vậy một màn, không trung phía trên hoàng kim cự long chợt bộc phát ra một tiếng hàm chứa tức giận rồng ngâm. Giống, cường đại uy áp chợt buông xuống. Tiên địa chi gian chợt biến sắc theo này một tiếng rồng ngâm rơi xuống thật lớn long đầu rốt cuộc hoàn toàn dò ra u ám thật lớn thân hình rốt cuộc bày biện ra tới đạm mạc uy nghiêm hai mắt sắc bén vô song long chảo cùng với kia cơ hồ ánh lượng nửa không trung kim sắc long lân mỗi một chỗ đều ở trương hiển thuộc về thượng cổ siêu thần thú cường đại tiếng gió gào thét vô biên cánh đồng bát ngát phía trên chỉ có vô tận thê lương kia thật lớn bóng ma phóng mà xuống phảng phất liền có thể bao phủ một nửa cánh đồng bát ngát cảm thấy được nó động tác tiểu bạch ánh mắt trầm xuống theo sau cũng là chợt đánh sâu vào mà đi kia nho nhỏ một đoàn màu trắng lại có được cực hạn tốc độ bất quá trong nháy mắt lại là cũng đã tới rồi kia hoàng kim cự long trước người cách đó không xa hai người rằng co tiểu bạch khí thế thế nhưng mảy may không thua hiên viên đêm dương mắt mắt phượng thật sâu sớm tại ngay từ đầu nhìn thấy tiểu bạch thời điểm hắn liền có chút tò mò bởi vì liền tính là hắn đều chưa bao giờ gặp qua như vậy ma thú hơn nữa nó trên người tuy rằng không có năng lượng dao động nhưng là lại có vượt mức bình thường tốc độ cùng với cực kỳ nhạy bén phản ứng khi đó hắn tuy rằng trong lòng có nghi nhưng là cũng chưa từng nhiều hơn tìm tòi nghiên cứu dù sao cũng là phượng trường duyệt khế ước ma thú hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc nó thân phận tuyệt đối không đơn giản mà nó rốt cuộc là cái gì thân phận kỳ thật không quan trọng, khi đó hắn cho rằng, chỉ cần nó cũng đủ cường hãn, đối phượng trường duyệt có bảo đảm, cũng đã cũng đủ. Nhưng là hắn lại trăm triệu không nghĩ tới. Lúc trước nhất thời sơ sẩy, tuy nhiên sẽ ở hôm nay, tạo thành như vậy cục diện. Hắn nắm tay nắm chặt khớp xương xanh trắng, toàn thân căng chặt, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm kia một màn. Nếu là hắn sớm một chút biết, mà nay cũng sẽ không như vậy bị động. Hoàng Kim Cự Long cùng Tiểu Bạch Cường Cường rằng co. Phượng Trường Duyệt lại là nhìn hiên viên đêm, thân thể trong vòng kim sắc sao trời chậm rãi chuyển động. Thiên địa chi gian lực lượng dọc theo kia riêng quỳ xuống nhanh hơn ngừng tụ tốc độ rồi sau đó toàn bộ hướng tới hiên viên đêm áp đi. Hiên viên đêm nắm chặt trong tay huyết diều rồi sau đó hung hăng chém ra. Một đạo huyết sắc chợt bay đi, thẳng tắp hướng tới đỉnh đầu phía trên mà đi, trong nháy mắt phảng phất có thể nghe được có thứ gì không ngừng vỡ vụn thanh âm lại là kia hội tụ lên năng lượng đang không ngừng bị chặt đứt. Hắn trên người khí thế kinh người, đáy mắt đều tựa hồ chảy ra vài phần màu đỏ kia huyết diều chém ra. Nhan sắc cơ hồ tươi đẹp nhỏ giọt huyết tới. Kia một đạo hồng quang mang theo cường đại huyết tinh thô bảo xông thẳng mà đi. Mà lúc này kia bát cổ ngọn lửa cũng rốt cuộc đến hắn trước người. Nóng cháy độ ấm cơ hồ nháy mắt đem nước sông đều bốc hơi lên. Chỉ còn lại có vô số màu đỏ sậm dấu vết kia bát cổ ngọn lửa như là có ý chí của mình giống nhau, điên cuồng hướng tới hiên viên đêm treo cổ mà đi. Hiên viên đêm trước người chợt xuất hiện một đạo màu trắng kết giới. Ẩn ẩn bên trong, nơi đó mặt tựa hồ có màu đen đường cong đang không ngừng lưu động. Tám loại thần hỏa chợt nhào lên, hiên viên đêm huyết diều chém ra thẳng tắp chém tới. Mà không chung phía trên, tiểu bạch cùng hoàng kim cự long chi gian không khí cũng là dương cung bạc kiếm. Hiện tại ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Hoàng Kim Cự Long nhìn Tiểu Bạch có thể cảm giác được rõ ràng nó thực lực cũng không có khôi phục đến đỉnh. Mà hắn ở cùng hiên viên đêm khê ước lúc sau lại là vẫn luôn đang không ngừng kéo lên. Hai người đối kháng, nó hôm nay thắng mặt ngược lại lớn hơn nữa. Tiểu Bạch đôi mắt không biết khi nào đã biến thành kim sắc lộ ra vô tận đạm mạc. Ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì sao? Tiểu Bạch thanh âm cũng mang theo vô thượng uy nghiêm hoàng kim cự long thật lớn thân hình về phía trước xem xét kim sắc vảy lập lòe lãnh lệ quang tự hồ chỉ là xem một cái cũng sẽ bị vết cắt nó biết tiểu bạch ý tứ phượng trường duyệt thân phận thực sự ra ngoài dự kiến nhưng là hiện tại chưa hoàn toàn khôi phục mà hiên viên đem lại là nó chủ nhân nó tự nhiên là phải nghe theo mệnh lệnh của hắn chỉ cần không có đến kim một ngày hết thảy đều không phải vấn đề nó tiếng nói nặng nề cũng không sợ hãi tiểu bạch thần sắc trở nên có chút nguy hiểm, lại tựa hồ mang theo vài phần thương hại. Khi một ngày sớm hay muộn đều sẽ tới. Bọn họ lúc này như vậy ngăn trở, bất quá đều là vô dụng chi công thôi. Tiểu bạch nhìn hiên viên đêm liếc mắt một cái, hắn thân hình đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây lại, ẩn ẩn có thể cảm giác được bên trong cuồng bạo năng lượng. Hắn liền tính ngăn được lúc này đây. Tiếp theo đâu, bằng vào hiên viên đêm chính mình sức của một người, căn bản vô pháp đối kết quả cuối cùng tạo thành bất luận cái gì thay đổi. Chủ nhân không phải không có nói cho hắn, phía trước càng là cho hắn cơ hội từ bỏ, nhưng hắn cố tình không. Hoàng Kim Cự Long thân hình bơi lội, ngăn trở ở phía trước. Ta chỉ biết hắn là chủ nhân của ta, như vậy mệnh lệnh của hắn ta nhất định phải vâng theo. Liền tính cuối cùng thật là vô dụng, kia cũng so cái gì đều không có đã làm hảo tiểu bạch trầm ngâm sau một lát nói ta cho rằng long tộc hủy diệt lúc sau ngươi chờ đợi ngày này đã thật lâu hoàng kim cự long ánh mắt đột biến tựa hồ có gió lốc đen khởi nhưng mà cuối cùng nó lại vẫn như cũ không hề dao động ở đã từng bị phong ấn thời gian ta đích xác nghĩ tới nếu là một ngày kia có thể một lần nữa làm long tộc chấn hưng là ta suốt đời mong muốn nhưng là hiện tại ta lại không như vậy cho rằng Tiền đạo luân hồi, vạn vật đều có định số, Long tộc hủy diệt cũng bất quá là tuần hoàn đạo lý này thôi. Đó là ta mạnh mẽ thay đổi cũng không gì tác dụng. Tiểu Bạch nheo lại đôi mắt. Một khi đã như vậy, ngươi cũng nên minh bạch mà nay phát sinh hết thảy càng là không thể sửa đổi đã định kết cục. Không, Hoàng Kim Cự Long biểu tình bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ có một ít thần bí. Lại tựa hồ mang theo một cổ kỳ gì? Kết cục như thế nào, liền ngươi cũng chưa chắc biết được bởi vì người căn bản không biết hiên viên đêm rốt cuộc là cái như thế nào người. Hắn nếu là muốn nàng lưu lại, chỉ sợ không người nhưng cản, nói, hoàng kim cự long thân thể chợt đánh tới. Cường đại uy áp nghiền áp mà đến, tiểu bạch thần sắc biến đổi, lập tức biến mất tại chỗ. Một đạo thật lớn kim sắc cái đuôi, bay nhanh đảo qua. Lưu lại một đạo màu đen không gian cái khe, mà phía dưới mặt đất phía trên cũng là nháy mắt bị nhấc lên một tầng đất vô số trần thạch phi dương tiểu bạch thân hình nhanh chóng biến ảo trong chớp mắt liền hiện ra chân thân tuy rằng thân hình so với hoàng kim cự long vẫn như cũng có một ít tranh lệch nhưng là trên người hơi thở lại là bay nhanh dâng lên nó trên đầu rác lại là không biết khi nào đã lại trưởng thành một ít toàn thân tuyết trắng đôi mắt đã hoàn toàn biến thành kim sắc bốn vó sinh phong thân thể to lớn ở không trung phía trên quanh thân lại là nhanh chóng tụ tập lên cường đại năng lượng lốc xoáy nó chém ra một chảo, liền có nhanh chóng kim sắc lực lượng bay ra. Thẳng tắp nhằm phía Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Cự Long sớm biết nó thực lực cường đại, lúc này tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng cũng không dám thác đại, lập tức vứt ra thật lớn cái đuôi, vài đạo vẩy tức thì bay ra. Tiếng xé gió từng trận, hai cổ lực lượng cường đại chợt va chạm ở bên nhau. Phía dưới cánh đồng bát ngắt phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn hố sâu thậm chí liền đỉnh đầu không trung phía trên u ám đều bị này mạnh mẽ lực lượng bức bách ra một đạo thật lớn lỗ trống. Hai người nháy mắt giao chiến, mà lúc đó hiên viên đêm quanh thân cũng đã bị thần hỏa vây quanh. Tuy rằng có kết giới, nhưng là lại vẫn như cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Trung quanh thần hỏa đối trong thân thể hắn thần hỏa cường đại lực hấp dẫn. Kia cơ hồ là thâm nhập linh hồn triệu hoán. Rất nhiều lần, hắn đều cảm giác được trong cơ thể thần hỏa cơ hồ liền phải phá ra hắn thân thể trong vòng linh lực phảng phất hồng thủy giống nhau, gắt gao áp chế. Nhưng mà khi áp chế ở trên người thiên địa chi gian rộng lớn khổng lồ lực lượng lại vẫn như cũ đang không ngừng gia tăng. Thần thể hắn phảng phất bị nhốt chết, động nhất động đó là vô cùng kịch liệt thống khổ. Hắn chút nào không mảng còn ở nhanh hơn tốc độ muốn đem thần hỏa hoàn toàn hấp thu. Thần hỏa bản thân đã có ý chí của mình cho nên muốn muốn dung hợp đến chính mình trong cơ thể là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Nếu lúc này không có ngoại tại này đó áp lực, hiên viên đêm muốn đem thần hỏa chiếm làm của riêng, cũng không phải không có khả năng, nhưng mà ở trước mặt tình huống như vậy hả? Muốn nhanh chóng đem thần hỏa cắn nuốt quả thực vô cùng gian nan. Tuy rằng trong thân thể hắn linh lực vẫn như cũ đang không ngừng treo cổ thần hỏa ý thức chính là lại vẫn như cũ yêu cầu một đoạn thời gian. Phượng Trường Duyệt nhìn hắn, đã có thể cảm thấy được thần hỏa ý chí đang không ngừng bị tiêu ma trở hoàn toàn đánh tan kia một khắc chính là hiên viên đêm chiếm cứ thần hỏa thời điểm. Nàng đương nhiên không có khả năng tận mắt nhìn thấy một màn này phát sinh. Nàng ngừng thở, đôi tay bỗng nhiên nâng lên, thiên địa chi gian bỗng nhiên biến ảo. Nơi xa không trung phía trên u ám bỗng nhiên phá vỡ một đạo khe hở. Một đạo ánh mặt trời chợt sái lạc, dừng ở nàng trên người, nguyên bản đã khô kiệt lực lượng nháy mắt được đến bổ sung. Như là khô cạn thổ địa, bỗng nhiên được đến một hồi cam lộ mưa to. Trên người nàng khí thế cũng lần thứ hai kéo lên. Rồi sau đó, nàng đỉnh đầu không trùng, cũng không ngừng có u ám tan đi. Cũng càng ngày càng nhiều ánh mặt trời nhẹ nhiên rơi xuống. Chiếu vào nàng trong mắt đó là nhìn đến thiên địa rộng lớn. Tiên địa chi gian linh lực không ngừng hướng tới nàng ngưng tụ mà đến. Trên mặt nàng một mảnh đạm mạc, cặp kia chạm màu đen đôi mắt lúc này tựa hồ cái gì cũng không có xem lại tựa hồ bao hàm hết thảy, Hiên Viên đêm hình như có sở giác, bỗng nhiên ngẩng đầu xem ra. Nhìn đến nàng đôi mắt, hắn đáy lòng bỗng nhiên một trận lạnh lẽo. Nơi đó mặt thậm chí liền nhất quán quạnh quẽ chi sắc đều đang không ngừng biến mất. Dư lại chỉ có không ngừng gia tăng uy áp. Nơi đó mặt tựa hồ cái gì đều không có, chính là hắn lại cảm thấy, lại phảng phất có trong nháy mắt thấy được thế gian vạn vật. Hắn trái tim như là bị một con vô hình tay gắt gao nắm lấy. Cháu nháy mắt lại là liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Hắn chưa từng có một khắc cảm thấy nàng như thế xa xôi. Hắn nhịn không được vươn tay, muốn đem nàng kéo qua tới. Muốn đem nàng ôm vào trong ngực gắt gao, một chút khe hở đều không lưu. Cảm thụ nàng ấm áp ra thịt, ngửi được nàng quen thuộc lãnh hương, nghe được nàng thanh lãnh âm điệu. Muốn đem nàng xoa nát, dung hợp ở cốt nhục bên trong, mới có thể bỏ qua. Mới có thể bình phục này đáy lỏng không ngừng trào ra bất an hoặc là kia đã không thể xem như bất an. Hắn cũng không biết, chính mình thế nhưng cũng có như vậy sợ hãi một ngày. Này sợ hãi, phảng phất từ trong xương cốt sinh ra, liền một chút phòng bị đều không có, liền ở như vậy nhìn nàng thời điểm, bỗng nhiên sinh ra. Rồi sau đó tràn ngập toàn thân, hắn sống lưng phía trên, nháy mắt sinh ra mồ hôi lạnh. Duyệt nhi, hắn nhịn không được hô một tiếng, lại bởi vì này trong nháy mắt hoảng hốt mà bị chung quanh cường đại uy áp lần thứ hai nghiền áp mà đến hắn rõ ràng nghe được gãy xương thanh âm, chung quanh thần hỏa lập tức nhào lên, hắn bỗng nhiên chém ra huyết diều, cấp ra một đòn chí mạng. Cường đại lực đánh vào vọt tới, hắn đôi tay gắt gao cầm huyết diều, thân hình lại là bởi vì này lực lượng nháy mắt lui về phía sau mà đi. Hắn trưởng gian phiên động, huyết diều gắt gao chém xuống đất mặt. Màu đỏ sậm mặt đất phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh sắc trời càng thêm sáng ngời, nhưng mà hắn đáy mắt lại là càng thêm thị huyết. Phượng Trường Diệt nhắm mắt lại, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích đó là điều động tiên địa chi gian hơi thở. Cảm thấy được này một cổ hơi thở đang ở chiến đấu tương cùng Hoàng Kim Cự Long, đồng thời dừng lại. Nàng đây là, Hoàng Kim Cự Long dù cho trong lòng suy đoán tới rồi thân phận của nàng. Nhưng là chân chính thấy như vậy một màn sư hồ lại vẫn như cũ khó có thể tin thường nhìn một màn này lại là lập tức bay trở về, rồi sau đó ngừng ở phượng trường duyệt bên cạnh cách đó không xa, cung kính cúi đầu. Mà Hoàng Kim Cự Long cũng có chút vô pháp thừa nhận này uy áp. Có chút sao động ở không trung phía trên du tẩu lên. Tiên địa chi gian, tại đây một khắc đều phảng phất an tĩnh xuống dưới. chung quanh hết thảy đều mất đi nhan sắc duy độc dư lại kiêm một người, độc lập với tiên địa chi gian, vô thượng tôn quý nàng dù cho nhắm mắt lại, lại vẫn như cũng có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh hết thảy. Ở đan điển trong vòng tiểu không gian, cũng bỗng nhiên bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Con sông chậm rãi tăng quan, ngọn núi dần dần đĩnh bạt, rừng cây dần dần xanh um. Hết thảy hết thảy, đều tựa hồ bị một con vô hình tay thao tác phát sinh thật lớn biến hóa. Nguyên bản ở tiểu trong không gian tiểu thải chờ cũng đều là thần sắc nghiêm túc lên. Tiểu thải đứng dậy thật lớn màu sắc rực rỡ cánh triển khai giống như màu sắc rực rỡ lưu ly giống nhau trong ánh mắt lập lòe tuyệt đối phục tùng chi sắc. Mà luôn luôn an tĩnh mang theo tiểu thanh, cũng bỗng nhiên dơ lên đầu, xanh biếc thân thể bỗng nhiên tăng lên một ít. U ừ Minh Chi đẳng có chút chố mắt nguyên bản vạn vẹo thành một đóa hoa hình dạng. Cảm giác được này hơi thở, lập tức biến ảo thành một loại khác hình dạng. Nhất không an phận, vẫn là kia trứng màu nó dọc theo tiết sơn lao nhanh mà xuống màu sắc rực rỡ vỏ trứng ẩn ẩn có phát sáng phát ra bên trong kia thùng thùng tiếng động càng thêm rõ ràng phảng phất có thứ gì sắp phá ra mà hết thải này đều bất quá là phượng trường diệt chính mình thân thể trong vòng phản ứng trên thực tế nàng khiến cho động tĩnh lại xa xa không chỉ như vậy nàng nhắm mắt lại thiên địa chi gian lực lượng đều đang không ngừng hội tụ vô số ánh mặt trời sái lạc ở nàng trên người làm nàng cả người thoạt nhìn đều có chút mờ ảo không thể đụng vào mà cùng thời khắc đó, ngàn dặm ở ngoài. Chính ngồi xếp bằng vân thiên ngân bỗng nhiên mở mắt, kia trong nháy mắt hắn trong ánh mắt phảng phất vô số sao trời tiêu tan ảo ảnh. Nhưng mà hắn lại đứng dậy, rồi sau đó nhìn về phía nào đó phương hướng, trên mặt dần dần hiện lên vài phần kỳ dị thần sắc. Làm như than thờ, làm như nghiền ngẫm, nhưng mà lại mang theo hèn mọn cùng sung kính. Hắn bỗng nhiên vươn tay, đặt ở ngực trái, hơi hơi cúi đầu xem ra khoảng cách kia cuối cùng thời gian, đã không xa. Đang ở nhanh chóng tiến lên chung Vũ Thiên Yến, bỗng nhiên cảm thấy được kia một cổ cuồn cuộn hơi thở, đột nhiên cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Âm trầm không trung phía trên, lại là dần dần lộ ra vài phần ánh mặt trời, mà những cái đó quang mang đều lạc hướng về phía một chỗ. Là nàng, nàng cư nhiên ở ngay lúc này, Vũ Thiên Yến sắc mặt trầm xuống, đã đoán được tình huống. Bồn cung đi trước một bước, các ngươi nhanh chóng đuổi kịp. Không đợi mặt sau người trả lời, hắn thân hình, đã biến mất tại chỗ, muốn mau, nhất định phải mau. Kia vô tận lực lượng hội tụ mà đến, không ngừng ở bên người nàng sinh thành, mai một rồi sau đó tái sinh thành. phảng phất vĩnh vô chừng mực, rồi sau đó, nàng mở to mắt, một cái chớp mắt phảng phất liễm tẫn thiên địa ánh sáng. Hiên viên đêm trái tim run dày. Kia bàng bạc lực lượng nháy mắt hướng tới hiên viên đêm mà đi hắn thân thể run lên, đột nhiên phun ra một búng máu tới. Kia ngọn lửa quay chung quanh ở hắn bên người, còn đang không ngừng tranh đoạt trong thân thể hắn thần hòa. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được kia mạnh mẽ bị chóc thống khổ. Một tia từng sợi, nhưng mà này hết thảy, lại đều không địch lại nàng lúc này hờ hững tôn quý chi sắc. Hắn bỗng nhiên cười cười, khụ ra một búng máu, phảng phất ám giả chi hoa chậm rãi nở rộ. Ngươi hôm nay nhất định phải đoạt này thần hòa kia vốn chính là ta lúc này bất quá triệu hoán trở về là này vốn chính là ngươi hiền viên đêm ho khan một tiếng lại là cười càng thêm quyến rũ trời đất này chi gian hết thảy đều là ngươi là ta sai rồi phượng trường duyệt không nói ta vẫn luôn cho rằng ở đi băng đế huyệt mộ thời điểm đáy lòng bất an bất quá là bởi vì lo lắng ngươi ra vấn đề hiện tại nghĩ đến lại quá thiên chân hắn nhìn nàng đáy mắt tựa hồ có thật lớn lỗ trống này thiên hạ ai có thể thương ngươi? Ở kết giới bên trong, chúng ta gặp được những cái đó cũng là ngươi an bài, phải không? Phượng Trường Duyệt trong mắt phảng phất có một tia hiểu rõ thương hại, tuy rằng không tiếng động. Lại cũng là khẳng định hắn đáp án. Kia ba cái cảnh tượng gặp được những người đó, đều là ngươi chuyên môn chuẩn bị, phải không? Hắn trong lòng sớm đã có suy đoán, chỉ là vẫn luôn không muốn tin tưởng, nhưng mà lúc này, hiện ra ở hắn trước mắt hết thầy, lại không chấp nhận được hắn lại làm bộ nhìn không thấy làm bộ nghe không được làm bộ cái gì cũng đều không hiểu nguyên lai like từ lúc bắt đầu hắn cũng đã tâm sinh bất an lại không muốn đi tiếp thu nguyên lai like hết thảy quả nhiên là nhất hư cái loại này đoán rằng hắn lại chậm chạp không chịu đối mặt ở kia kết giới bên trong trăm năm luân hồi ta cho rằng ngươi cuối cùng mới biết được lại không ngờ đến là ngươi sáng sớm liền an bài hắn tiếng nói trầm lệ nghe tới khàn khàn vô cùng như là hàm huyết nghe vào trong tay liền tâm đều đi theo bị cọ sát sinh đau phượng trường duyệt lắc đầu không ta cũng là sau lại mới biết được nàng thanh âm bình tĩnh tự hồ chỉ là ở miêu tả hôm nay an cái gì nhưng mà cái lời nói lại là câu câu chữ chữ đều phảng phất lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào hắn tâm oa ở dung hợp băng đế chuyển thừa lúc sau ta vẫn chưa ý thức được này đó thậm chí ở tiến vào kết giới lúc sau ngay từ đầu ta cũng là hoàn toàn không hiểu được nhưng, luân hồi chi hỏa đã bắt đầu dung hợp tà ý thức mới dần dần thức tỉnh. Hiền Viên đêm nhìn nàng, cười vui sướng. Cho nên, kia chàm năm luân hồi bên trong, ngươi vô số lần hôn mê qua đi, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngươi dung hợp luân hồi chi hỏa tạo thành, hiện tại nghĩ đến, lại là ngươi dần dần sau khi thức tỉnh, cố ý mà làm, không phải sao? Ngay từ đầu ngươi mỗi lần chỉ là hôn mê một hai cái canh giờ, sau lại ngươi ngủ say thời gian càng ngày càng trường những cái đó thời gian ngươi nhìn như ở ngủ say trên thực tế lại không phải như vậy đúng không phượng trường duyệt không nói gì hiền viên đêm trên người dần dần có huyết nhỏ giọt hắn nắm tay nắm chặt khóe miệng cười lại là càng thêm vui sướng phảng phất muốn đem trong lòng hết thảy đều phát tiết ra tới ha 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 kia trăm năm luân hồi kỳ thật ngươi chân chính mục đích không phải dung hợp luân hồi chi hỏa mà là vì đem ta từ ngươi trong lòng loại bỏ đi hỏi ra lời này hắn thanh âm đều tự hồ đang run rẩy. Ngươi ở nhân gian nhiều năm, muốn trở về, đương nhiên muốn đem ngươi trong cơ thể hết thảy cảm tình đều thanh trừ. Ta có phải hay không nên cao hứng, vì đem ta loại bỏ. Ngươi lại là ước chừng tiêu phí trăm năm thời gian, bày ra như vậy một cái cục. Hắn thanh âm thực nhẹ, như là nhất ôn nhu thời điểm tì thầm, lại mang theo vô tận thê lương cùng chua xót. Giờ khắc này, thậm chí so đại hôn là lúc nàng kia một đau tới càng đau. Phượng Trường Diệt màu đen đôi mắt nhìn hắn, đáy mắt không hề gợn sóng. Người là ta trong cơ thể cuối cùng một tiên nhân gian ý, tuy rằng nàng thức tình ý thức chung, đều không phải là là cố ý vì này, nhưng kia cũng là chính nàng làm sự tình. Chỉ là lúc này biện giải này đó, cũng đều không có ý nghĩa. Trung quy, nàng chính là nàng. Hắn từng câu từng chữ, đáy mắt một mảnh huyết hồng, lại bỗng nhiên có một tia lạnh lẽo đáy lòng như là này vô biên cánh đồng bát ngát thổi qua thê lương phong trống vắng đáng sợ hắn khóe miệng mỉm cười hủy diệt khóe môi huyết ngươi là thiên địa quy tắc ai có thể nại ngươi gì chương 463, nhân gian hủy diệt cùng ta không quan hệ đúng vậy đây là nàng lớn nhất bí mật phía trước hết thầy liền đều có giải thích nàng kỳ dị thiên phú thiên đường hỏa đi theo tiểu bạch cùng với rất nhiều ma thú. Đặc biệt là thần thú thân mật, tại đây một khắc đều bỗng nhiên có nhất lý do chính đáng. Tiên địa chi gian, hết thảy đều tuần hoàn quy tắc lực lượng, thần hỏa chính là trời giáng, tự nhiên là chịu nàng khống chế. Đến nỗi ma thú, ngay từ đầu hắn còn không có để ý, sau lại mới dần dần phát hiện, một ít cấp thấp ma thú, đối nàng tự hồ căn bản không có gì cảm giác ngược lại là đẳng cấp cao thần thú sẽ đối nàng sinh ra kính sợ thân mật chi tâm. Kia rõ ràng là bởi vì những cái đó thần thú cấp bậc tương đối cao, có thể tới gần quy tắc ẩn ẩn chạm đến đến kia một cấp bậc mới có từ đáy lòng sinh ra đối phượng trường diệt tôn sùng cùng kính sợ. Nàng là tiên địa quy tắc khống chế hết thảy, dù cho ở nhân gian nhiều năm, phía trước còn không có thức tỉnh, cái loại này uy áp lại vẫn là tồn tại nàng nếu rớt xuống nhân gian, như vậy này phiến thiên địa cũng đã mất đi quy tắc dù cho hết thảy thoạt nhìn đều như thường, nhưng là rõ ràng có rất nhiều sự tình, đã đã xảy ra biến hóa. Nhân gian đã ngàn năm thời gian chưa từng xuất hiện quá linh đế, hoặc là, đó là bởi vì nàng rời đi, làm này phiến thiên địa chi gian, rốt cuộc vô pháp làm người thành công đột phá. Thậm chí, rất nhiều địa phương linh lực độ dày cũng bắt đầu giảm xuống, tu luyện trở nên càng ngày càng khó khăn hết thảy, bất quá là bởi vì thiên địa quy tắc rời đi. Này phiến thiên địa nhìn như hết thảy như thường, trên thực tế lại sớm đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Mà nàng trở về, liền lửa xém lông mày. Nhưng là, ở nhân gian nhiều năm như vậy, nàng thân thể trong vòng, sớm đã lây dính thất tình lục dục tham sân si, nàng giống nhau không ít. Mà này đó, đó là ngăn trở nàng trở về lớn nhất trở ngại. Này đó đối nàng mà nói, là độc là gần thích muốn thanh rớt đồ vật. Vì thế, đương nàng bắt đầu thức tình nàng rốt cuộc bắt đầu cố ý vô tình thanh trừ trong cơ thể nhân gian ý mà hắn đúng là nàng cuối cùng tiêu phí lớn nhất công phu loại bỏ tồn tại phượng trường duyệt nhìn hắn ánh mặt trời rừng ở nàng trên mặt chiếu ra một mảnh da thịt như ngọc nhưng mà khi lạnh băng biểu tình lại phảng phất bao trùm một tầng băng tuyết làm người nhìn liền cảm thấy một trận hàn ý từ đáy lòng trào ra nàng đã không có bất luận cái gì cảm tình loại bỏ thân thể trong vòng mọi người gian ý tự nhiên sẽ không lại có đã từng như vậy hoặc giảo hoạt hoặc lãnh lệ hoặc ấm áp ánh mắt nàng sớm đã lựa chọn đem hết thảy vứt đi hiền viên đêm nguyên bản có như vậy đoán rằng cũng từng nghĩ tới nếu thật là như vậy thì hắn sẽ là như thế nào thống khổ nhưng là giờ khác này thật sự đã đến thời điểm hắn lại không có trong tưởng tượng khó có thể tiếp thu hoặc là ở nàng nói không yêu thời điểm hoặc là ở nàng đưa ra kia một đau thời điểm hoặc là ở băng đế huyệt mộ bên trong hoặc là sớm hơn thời điểm hắn cũng đã có dự cảm vì thế đương một màn này rốt cuộc hiện ra hắn tự nhiên không có trong ảo tưởng đau triệt nội tâm ngược lại là trào ra từng đợt cơ hồ vô pháp khống chế điên cuồng cốt nhục bên trong như là có một cổ nhiệt lưu ở trào dâng không ngừng đánh sâu vào trái tim chiều lãng thanh thanh hắn đáy lòng sâu nhất thanh âm đang không ngừng tiếng vọng. Lưu lại nàng, cần thiết lưu lại nàng. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có này một cái ý tưởng, một khi sinh ra, liền điên cuồng lan tràn sinh trường lên, thẳng đến đem hết thải lý trí toàn bộ bao phủ. Hắn tay chậm rãi buông ra, huyết diều còn thật sâu cắm ở trong tối màu đỏ thổ địa phía trên, mà hắn đã chậm rãi đứng dậy thần thể trong vòng thần hỏa bị xé rách càng thêm rời đi, thiên địa chi gian lực lượng đều nghe theo nàng điều khiển, lúc này toàn bộ đè xuống, hắn đó là lại cương. Lại như thế nào có thể ứng phó như vậy bàng bạc lực lượng? Bát cổ ngọn lửa đã lần thứ hai dung hợp ở hắn quanh thân kịch liệt thiêu đốt. Kia nước sông cơ hồ đã bị tất cả bốc hơi lên, có thể thấy được độ ấm chi cao. Hắn nắm chặt nắm tay, gần xanh bạo khởi ẩn ẩn có thể nhìn đến da thịt dưới, tựa hồ ẩn ẩn có màu đỏ đồ vật đang không ngừng kích động đột nhiên nhìn lại có chút giống là chất lỏng nhìn kỹ lại như là ngọn lửa bị hắn mạnh mẽ cắn nuốt thần hỏa chưa tới kịp hoàn toàn dung hợp cũng đã bắt đầu rồi lại một vòng tránh thoát cơ hồ phá thể mà ra hắn cánh tay chấn động thần thể phía trên bỗng nhiên hiện lên một tầng màu đen áo giáp kia nhan sắc là thuần khiết màu đen cơ hồ liễm tẫn sở hữu ánh sáng lướt mắt một cái nhìn lại cơ hồ đem hết thảy đều hít vào đi kia áo giáp là cực kỳ mềm dẻo nhuyễn giáp dính sát vào ở hắn trên người, nháy mắt phá họa ra hắn hoàn mỹ thân hình. Hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong ánh mắt lại là vô tận điên cuồng. Ngươi là thiên địa quy tắc ai cũng không thể nại ngươi gì, nhưng hắn thân hình chợt biến mất tại chỗ. Giống như một trận gió mạnh đột nhiên bay qua, ngươi cũng là nữ nhân của ta. Cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được gào thét tiếng gió, rồi sau đó hắn thân hình, đó là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt phượng trường duyệt trong lòng cả kinh mày nhíu lại vì hiên viên đêm này bỗng nhiên bộc phát ra tới sức chiến đấu có chút giật mình nhưng cũng chỉ là như thế thân ảnh của nàng thậm chí đều không có động đôi tay biến ảo một động tác tiên địa chi gian lực lượng liền lần thứ hai đè ép mà đến rồi sau đó nàng nhìn đến hắn hung hăng bước ra một chân lấy càng mau tốc độ đánh úp lại mặt đất phía trên đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hố sâu vô số thật sâu khe rãnh hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi. Màu đỏ sậm mặt đất vốn là bởi vì thần hỏa lực lượng cường đại mà vỡ ra từng đạo cái khe, hắn này một chân rơi xuống, lập tức đó là đem những cái đó cái khe lần thứ hai gia tăng. Hơn nữa không ngừng hướng tới nơi xa mà đi, ngay sau đó, hắn đó là đã xuất hiện ở trước mắt. Phượng Trường Duyệt nhìn hắn, không chút nào sợ hãi. Nàng vươn tay, trước người chợt xuất hiện một cái thật lớn kết giới. Hiên viên đêm một quyền hung hăng chém ra, kia kết giới kịch liệt đong đưa lên. Phượng trường duyệt giữa mày nhíu lại, rồi sau đó mới phát hiện, hiên viên đêm đầu tóc không biết khi nào, lại là đã trường đến đầu gối oa. Tóc đen tung bay, hắn ánh mắt như đao. Cường đại lực đánh vào, vẫn chưa làm hắn lui về phía sau, thậm chí liền thân hình cũng không từng lảo đảo một chút. Hắn vòng eo thẳng tắp thần thái quyết tuyệt, đứng ở nơi đó liền phảng phất giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm thẳng chỉ hướng thiên phượng trường duyệt nhìn hắn nói nếu ngươi đã biết cần gì phải chấp nhất nàng trở về là tất nhiên rời đi lâu lắm này một mảnh thiên địa vận hành đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo hết thảy hết thảy đều đang ép bách nàng mau chút trở về tuy rằng nhân gian ngàn năm chưa từng xuất hiện quá linh đế nhưng là kỳ thật nàng rời đi đã ước chừng gần thượng vạn năm thời gian tại đây dài dòng thời gian chung nàng đại bộ phận thời gian ý chí đều là hôn mê nàng như là một mảnh xương mù, giải rác mà hỗn độn phiêu tán ở thiên địa chi gian, lại không cách nào cùng nhân gian sinh ra bất luận cái gì liên hệ, cũng vô pháp lại khống chế này phiến thiên địa. Sau lại rốt cuộc tìm được trở về phương pháp, đó là đem thần hỏa phân tán mở ra, rớt xuống nhân gian, nàng chỉ cần đem 13 thần hỏa lần thứ hai thu thập dung hợp được. Liền có thể tự nhiên mà vậy trở về. Thần hỏa ẩn chứa thiên địa quy tắc kỳ thật chính là nàng đem ý chí của mình phân tán mở ra mỗi một loại thần hỏa đều có chính mình đặc tù chỗ. Kỳ thật chính là thiên địa chi gian lực lượng vận hành quy tắc. Lợi dụng như vậy biện pháp vừa không sẽ khiến cho động tĩnh gì còn có thể đem hết thảy đều hoàn chỉnh dung hợp. Vì thế, nàng bồi hồi dừng lại, rốt cuộc ở một cái thích hợp thời cơ. Phượng trường duyệt bất quá là nàng ở nhân gian hình chiếu. Vì thế, ngay từ đầu, nàng liền gặp tiểu bạch rồi sau đó được đến thiên đường hòa bởi vì thiên đường hỏa là nàng quan trọng nhất ý thức biến ảo, cho nên có đem mặt khác thần hỏa toàn bộ cắn nuốt năng lực mà thần hỏa chi gian cũng có mãnh liệt lực hấp dẫn. Bởi vì chúng nó vốn dĩ chính là nhất thể a, à. cũng nguyên nhân chính là vì như thế theo thần hỏa dung hợp càng ngày càng nhiều thực lực của nàng cũng ở bay nhanh tăng cường, nhưng mà này trong đó quan trọng nhất đó là nàng chân chính ý thức thức tình. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, 13 thần hỏa, ít nhất hẳn là 10 loại hội tụ lên thời điểm, nàng mới có thể bắt đầu thong thả thức tỉnh. Nhưng là Luân Hồi chi hỏa xuất hiện, lại đánh vỡ cái này dự đoán. Đương nhiên, trên thực tế, Luân Hồi chi hỏa xuất hiện cùng với dung hợp lúc sau nàng trước tiên thức tỉnh, lại không phải đoán trước ở ngoài. Bởi vì xuất hiện một cái ngoài ý muốn, cái này ngoài ý muốn chính là Hiên Viên Đêm chính nàng ở bắt đầu dung hợp luân hồi chi hỏa thời điểm, ý thức ngây thơ, nhưng cũng đã cảm thấy được hiên viên đêm tồn tại, là một cái quá mức nguy hiểm sự tình. Hắn ở nàng trong lòng, chiếm cứ quá trọng yếu địa vị. Thế cho nên, đường nàng rốt cuộc bắt đầu thức tỉnh, liền đã mẫn cảm ý thức được, nàng cần thiết đem hắn thanh trừ, mới có thể thuận lợi trở về. Nàng là tiên địa quy tắc liền không có khả năng có mọi việc trên thế gian cảm tình, nhưng là cùng hiên viên đêm chi gian, lại xa không phải như vậy đơn giản này như là một cái chết tuần hoàn nàng thân thể trong vòng đã thức tình thiên địa quy tắc ý thức thao tác này hết thảy lợi dụng kia trăm năm luân hồi thời gian đem hiên viên đêm từ nàng trong lòng đá ra đem nàng thân thể trong vòng cuối cùng một tia nhân gian ý loại bỏ ở kia kết giới trong vòng trăm năm luân hồi nàng ngủ say thời gian hắn vẫn luôn bồi ở bên người nàng bồi nàng ở băng thiên tiết địa bên trong không ngừng hành tàu bọn họ nhìn đến ba cái cảnh tượng cái thứ nhất cảnh tượng là hai cái đang ở khắc khẩu tình lữ. Cái thứ hai là một cái đang ở sinh sản nữ tử. Cái thứ ba là một cái cô độc sống quãng đời còn lại lão già. Này tam mạc cảnh. Cái này quá trình, đó là nàng đem chính mình thân thể trong vòng tham sân si niệm toàn bộ thanh trừ chảy qua. Nhân gian thất tình lục dục tham sân si niệm toàn bộ ở kia kết giới bên trong. Toàn bộ tiêu tán, kia hành tẩu quá trình, đó là nàng không ngừng tức tình quá trình mà hiên viên đêm bồi ở bên người nàng cùng nàng cùng đã trải qua những cái đó kỳ thật đúng là trợ giúp nàng hoàn thành này đó nói cách khác là hắn hành vi làm nàng hoàn thành bắt đầu thức tình bước đầu tiên cuối cùng kim một hồi đại tuyết càng là đem hết thảy đều hoàn toàn thanh trừ không còn một mảnh nhân gian mất đi quy tắc lâu lắm ngươi hẳn là có thể đoán được sẽ tạo thành cái gì hậu quả nàng tiếng nói trước sau như một quạnh quẽ thần sắc quạnh quẽ như là đứng ở tối cao chỗ nhìn xuống nhân gian mà đáy mắt lại mang lên vài phần thương xót cùng hờ hững kia không phải người có thể có ánh mắt hiên viên đêm cười lạnh một tiếng nhân gian sẽ thành cái dạng gì đâu có chuyện gì liên quan tới ta liền tính là tiên địa đều hủy diệt hắn cũng sẽ không xem một cái nàng nếu là không ở không bằng đại gia cùng chết hảo hắn đáy mắt lộ ra điên cuồng bướng bỉnh chi sắc, lúc này xem ra, làm nhân tâm kinh. Hắn biết nàng ý tứ, nàng rời đi lâu lắm, nếu là cuối cùng không thể quay về, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngàn năm thời gian chưa từng xuất hiện quá linh đế còn là việc nhỏ. Nhưng là nếu là tiếp tục đi xuống, chỉ sợ liền tu luyện hoàn cảnh cũng sẽ nhanh chóng khô kiệt. Đến lúc đó, bất luận kẻ nào chỉ sợ đều là vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng, kia cùng hắn, lại có cái gì quan hệ? thân thể trong vòng hắc bạch hai sắc linh lực qua lại giao chiền quanh thân khí thế cũng càng thêm hùng hồn tiền địa chi gian thêm ở hắn trên người uy áp quá nặng nhưng là lại trọng rồi lại như thế nào trọng quá nàng hắn tâm niệm vượt động trường gian bỗng nhiên toát ra một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa kia ngọn lửa nhan sắc tựa hồ cùng này thổ địa một cái nhan sắc nhưng là rồi lại có vẻ sáng người một ít ngọn lửa nhảy lên lại tựa hồ mang theo vài phần áp lực hiên viên đêm bàn tay chậm rãi buộc chặt kia một đoàn ngọn lửa cũng bị không ngừng áp chế ẩn ẩn có hỏa hoa văng khắp nơi hắn trên mặt hiện lên một tia cười mười ba thần hỏa toàn bộ triệu hoán trở về ngươi sẽ trở về kia nếu ta đem thần hỏa hủy hoại đâu phượng trường diệt thần sắc rốt cuộc biến đổi ngươi điên rồi này một tiếng lại không phải phượng trường diệt thanh âm một đạo nhanh chóng lực đạo bỗng nhiên từ bên cạnh đánh úp lại hiên viên đêm đem thần hỏa lung ở lòng bàn tay nghe thế thanh âm ánh mắt đốn trầm không chút do dự trở tay chém ra một trường màu trắng linh lực biến ảo thành vô số sắc bén băng nhận nhanh chóng bay ra vũ thiên yến đồng tử chợt co rụt lại trước người nháy mắt bày ra kết giới hắn trước người như là lập tức xuất hiện một đạo rào đem những cái đó công kích đều ngăn trở bên ngoài vô số tiếng đánh liên tiếp không ngừng truyền đến rồi sau đó vũ thiên yến trước người rào rốt cuộc xuất hiện một tia gái khe mà hắn đã tới rồi phượng trường diệt trước người hắn mi sắc lãnh lệ tay phải hung hăng chấn động. Sắc bén lôi thần chi mâu chợt bay ra, kia mặt trên còn có vô số du tàu màu xanh băng tia chớp. Hiền viên đêm trường gian động tác càng mau, thiên địa chi gian tiếng rít tiếng động càng di, thiên đường hỏa phảng phất điên cuồng giống nhau hướng tới hắn đánh tới. Sớm đã ngốc lăng oa oa rốt cuộc một tiếng khóc kêu cha. Hiền viên đêm trong tay kia màu đỏ sậm ngọn lửa cơ hồ điên cuồng dãy ruộng lên vũ thiên yến một tiếng quát chói tay nếu là muốn nhân gian hủy diệt ngươi đại nhưng thử một lần hiền viên đêm khóe miệng hơi câu đôi mắt lại nhìn phượng trường duyệt nhân gian hủy diệt cùng ta có cái gì quan hệ vũ thiên yến tiếng nói trầm thấp nhìn chằm chằm hắn kia ngươi cũng muốn cho nàng chết sao hiền viên đêm động tác rốt cuộc dừng lại